bà Phương Hằng nhận quyết định buồn từ Viện Kiểm sát Nhân dân, tiếp tục bị tạm giam thêm 2 tháng. Theo cơ quan tố tụng, quyết định gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng nhằm mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nhân vật đóng vai trò đồng phạm giúp sức. Như đã thông tin trước đó, từ ngày 24 tháng 3 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bị khởi tố tạm giam 3 tháng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Ngày 22 tháng 6, theo đề nghị của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân đã có quyết định gia hạn thời gian tạm giam thêm 2 tháng đối với nữ đại gia xứ Bình Dương. Giải thích về lý do vợ ông Dũng Lò Vôi bị gia hạn thêm thời gian tạm giam lần thứ nhất, đại diện cơ quan tố tụng cho biết đây là điều cần thiết bởi vụ án bà Phương Hằng có nhiều tình tiết phức tạp, cần thêm thời gian điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang làm rõ để xử lý một số người đóng vai trò đồng phạm là các trợ lý, khách mời, YouTuber đã tham gia giúp sức hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng trong khâu biên soạn kịch bản, tổ chức livestream cũng như quản lý các nội dung trên nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa mới tiếp nhận hồ sơ, tư liệu vụ án về dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố chuyển giao mới đây. Từ tháng 3 năm 2021, bà Phương Hằng nổi lên như một hiện tượng với các buổi livestream bóc phốt chấn động. Từ việc đấu tố thần y Võ Hoàng Yên, lừa đảo hàng trăm triệu đồng, chữa bệnh giả. CEO Đại Nam tiếp tục khẳng định nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Mặc dù cơ quan chức năng đã khẳng định những nhân vật trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự, tuy nhiên, doanh nhân U50 vẫn tiếp tục thóa mạ, công kích họ trên sóng livestream, khiến dư luận bức xúc. Khác với hình ảnh ngang tàng thách thức trên sóng livestream, thời điểm cơ quan chức năng vào nhà mời đi cho đến lúc nhận lệnh quyết định bắt, bà Phương Hằng lộ rõ gương mặt thất thần lo lắng, tuy nhiên không hề có bất kỳ động thái hay lời lẽ chống đối nào. Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Cũng theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc 4 lần vào các ngày 18 tháng 2, 7 tháng 3, 9 tháng 3 và 16 tháng 3 năm 2022 để cảnh báo răn đe và yêu cầu bà Hằng chấm dứt hành vi lợi dụng các quyền tự do để sử dụng mạng xã hội, thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nhưng bà Hằng cố ý né tránh không chấp hành. Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, việc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là điều đã được dự báo từ trước. Bởi trước đó đã có nhiều người tố cáo bà Hằng về hành vi này do bà Hằng livestream trên mạng xã hội thời gian qua. Điều đáng chú ý là nội dung trong các buổi livestream của bà Hằng luôn có dấu hiệu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận, khi liên tục chửi bới xúc phạm đến nhiều người và đưa ra rất nhiều thông tin chủ quan, ngôn ngữ thiếu chuẩn mực. Trong suốt thời gian qua, rất nhiều người đã góp ý, thậm chí chỉ ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Hằng. Nhưng nữ doanh nhân này không những không nghe, mà còn có những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của những người khác khi họ góp ý cho bản thân mình. Nhiều người hâm mộ bà Hằng cũng đã có những hành động khiếm nhã, thậm chí tấn công lại một số trang báo khi họ đưa tin phản ánh về hiện tượng này, khiến dư luận bức xúc. Với tội danh này, thì bà Hằng sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 7 năm tù. Tiến sĩ luật sư Cường nhận định.